Kính chào quý vị, tiếp theo là bản tin của chúng tôi được thực hiện với Khoa Diễm và anh Nguyễn Văn Khanh. Hiện nay thì Khoa Diễm và anh Nguyễn Văn Khanh đang có mặt ở tại thành phố Dallas để mà chuẩn bị chào đón cho mùa Super Bowl sắp tới. Chúng ta cũng được biết rằng là ngày Super Bowl sẽ vào ngày mùng 4 Tết năm Tân Mão, và anh Nguyễn Văn Khanh đã có mặt từ ngày chiều hôm qua, ngày Chủ nhật. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi và anh Nguyễn Văn Khanh. Trước hết xin được kính chào anh Nguyễn Văn Khanh. Từ vận động trường Dallas, một lần nữa tôi là Nguyễn Văn Khanh. Trước hết xin được gửi lời chào đến Võ Thành Nhân và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. Trước khi trả lời câu hỏi đầu tiên mà anh Võ Thành Nhân đặt ra thì cũng phải xin phép được thưa cùng với quý vị khán giả là tất cả mọi chuyện đều đã sẵn sàng để đón tiếp hai hội banh, hội Pittsburgh Steelers và hội Green Bay Packers cho trận Super Bowl sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật tới đây. Hai hội banh cũng đã có mặt ở tại thành phố Dallas, và đặc biệt hơn nữa, không phải là chỉ người dân thành phố Dallas không thôi, mà có thể nói rằng là cả nước Mỹ đang chào đón một trận banh. Người ta đang chờ đợi một trận banh mà tôi tin chắc chắn sẽ là trận banh sôi nổi nhất trong những trận banh Super Bowl đã từng diễn ra trên sân cỏ của làng banh Kanawaki. Bây giờ xin được trở lại studio với lại anh Võ Thành Nhân. Anh có thể cho biết rằng vấn đề chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng mà vấn đề an ninh, đặc biệt vấn đề an ninh thì như thế nào vậy thưa anh? Đương nhiên là vấn đề an ninh là cái câu chuyện mà mọi người cần phải chú ý đến. Sáng ngày hôm nay từ Washington, bà Tổng trưởng đặc trách an ninh nội địa cũng đã có mặt ở tại thành phố Dallas để cùng với là các giới chức địa phương bàn thảo về những cái kế hoạch để mà đảm bảo là trận banh sẽ diễn ra an toàn cho khán giả, an toàn cho cầu thủ. Và đương nhiên là cái điểm quan trọng nhất đó là cái câu chuyện làm sao để mà đảm bảo được an toàn cho nước Mỹ. Như anh Võ Thành Nhân và quý vị khán thính giả của SBTN cũng đã rõ là trận banh này là trận banh sôi nổi nhất của nước Mỹ, trận banh là trận banh được chú ý nhiều nhất của nước Mỹ. Thành ra tất cả mọi chú ý giờ phút này của Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng là không phải là người ta chú ý đến cái câu chuyện của chính trường, mà người ta đang chú ý đến câu chuyện của thao trường. Và khi nói đến thao trường thì không có cái gì khác hơn là chính là trận Super Bowl kỳ thứ 45 vào ngày Chủ nhật tới đây. An toàn, đó là điều mà các giới chức địa phương cũng như là các giới chức liên bang đã đưa ra lời cam kết hồi sáng ngày hôm nay, thưa anh Võ Thành Nhân. Theo sự mô tả của anh thì vấn đề phòng bị, vấn đề an ninh, nhưng mà anh nghĩ rằng có những cái gì không may xảy ra được hay không anh? Tôi không tin rằng là có một cái gì trục trặc sẽ xảy ra. Trục trặc ở trên sân cỏ thì đương nhiên là không có. Cho đến bây giờ thì tất cả những cầu thủ đã có mặt ở tại đây, ngày mai họ mới bắt đầu chương trình tập dượt. Chương trình tập dượt này sẽ kéo dài cả thể trong vòng 4 ngày sắp đến. Điểm đầu tiên là sẽ 3 ngày họ tập dượt full time, tức là mỗi một hội sẽ tập ít nhất là 2 tiếng đồng hồ ở trên sân cỏ. Và sau đó là có chương trình tập dượt nhẹ vào ngày thứ Bảy trước khi họ ra sân vào ngày Chủ nhật. Nói một cách khác, thưa với anh Võ Thành Nhân và thưa cùng với quý vị khán thính giả của SBTN, tôi tin là trận banh mặc dù là chưa diễn ra nhưng mà có thể nói là đã bắt đầu cho những cái dự đoán, đặc biệt những cái dự đoán là hội nào sẽ thắng, hội nào sẽ thua. Người thì nghiêng về phía của Pittsburgh, người thì ngả về phía của hội Green Bay Packers. Ngay chính ở tại thành phố Dallas này, trong 24 giờ đồng hồ vừa qua, khi mà chúng tôi có mặt ở tại đây thì ngay đừng nói chi là đến người dân bản xứ, mà ngay chính trong cộng đồng Việt Nam, nhiều người cũng hỏi cá nhân của chúng tôi rằng là nên chọn ai, nên chọn Pittsburgh hay là nên chọn Steelers. Người ta cũng nhắc đến một cái câu chuyện, tức là đừng quên cả hai hội đều đã nhiều lần vào Super Bowl, cả hai hội đã từng nhiều lần đoạt cúp vô địch NFL. Và lần này đặc biệt hơn nữa, mặc dù rằng là đáng ra trên nguyên tắc thì Pittsburgh là phải là hội ở kèo trên, nhưng mà theo như là dân đánh đề của Las Vegas chọn thì người ta lại chọn hội Green Bay Packers ở kèo trên chấp Pittsburgh tới 2.5. Thú thật với anh Võ Thành Nhân và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, tôi thấy rằng là khi mà cái điểm chấp được đưa ra với 2.5 thì điểm đó tức là ngay chính dân cho đề của thành phố Las Vegas họ cũng rất là phân vân. Họ biết rằng là cái trận banh này nếu mà cái kết quả cuối cùng được đưa ra thì hội này hơn hội khác cũng chỉ là một trái field goal là cùng. Bên cạnh đó thì cũng có một cái yếu tố khác nữa nhân cái câu hỏi mà anh Võ Thành Nhân đặt ra. Tức là họ bảo rằng là cái dự đoán của cho cả hai hội, tức là điểm under và over hiện tại bây giờ là 44-45 điểm. Nói một cách khác là họ tin rằng là dàn defense của Pittsburgh cũng như là dàn defense của Green Bay Packers sẽ rất là cứng. Hội nào may mắn chỉ làm được 3 touchdown chứ không thể làm hơn được. Thưa với anh Võ Thành Nhân và thưa cùng với quý vị khán thính giả, trận banh chưa bắt đầu mà tôi đã thấy là có vẻ nóng lòng và mọi người đều đang chờ đợi. Hôm nay mới là ngày thứ hai, đừng quên còn tới 5 ngày nữa đến ngày Chủ nhật thì trái banh mới thật sự diễn ra và trận banh mới thật sự bắt đầu.
Nhưng mà tôi tin là ngay giờ phút này thì mọi người đã nao nức, không biết rằng là cái kết quả sẽ ra sao. Và hiện nay thì mọi người đang bàn rất là nhiều là đội nào sẽ thắng. Liệu có ngựa về ngược ở trong cái trận Super Bowl kỳ này hay không vậy thưa anh? Tôi không nghĩ là như vậy đâu thưa anh Võ Thành Nhân. Trước cái câu hỏi mà anh Võ Thành Nhân đặt ra rằng là liệu rằng là có chuyện upset xảy ra hay không? Đối với cá nhân tôi thì tôi nghĩ là như thế này. Ngay giờ phút này một lần nữa phải xin được nhắc lại, tôi nghĩ là Pittsburgh cũng có cơ hội thắng và Green Bay Packers cũng có cơ hội để thành công. Cái vấn đề còn lại, xin anh Võ Thành Nhân và quý vị khán thính giả cho phép chúng tôi đến ngày thứ Bảy thì chúng tôi sẽ có một câu trả lời chắc chắn hơn. Ngay trong giờ phút này thì nếu mà anh Võ Thành Nhân và quý vị khán thính giả nhất định đòi hỏi là tôi phải có được một cái dự đoán, thì tôi nghĩ rằng là cái dự đoán của tôi là tôi ước gì mà hai hội sẽ huề nhau, và trong một trận banh đầy sôi nổi như thế này, tôi chỉ mong làm sao được nhìn thấy hai hội vào overtime, lúc đó chúng ta mới phân định được là hội thắng và hội thua cho trận Super Bowl kỳ thứ 45. Xin được cảm ơn Nguyễn Minh Khanh. Vâng, cũng xin được cảm ơn anh Võ Thành Nhân và không quên gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả của SBTN. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài tường trình của anh Nguyễn Văn Khanh từ Dallas với sự phụ diễn của chị Khoa Diễm. Chị Khoa Diễm là cái người là đứng quay phim ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ có những bản tin từ Dallas do anh Nguyễn Văn Khanh và chị Khoa Diễm thực hiện. Chương trình đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin được kính chào.